Hôm nay đi chợ chợ trời ở Mỹ, Texas. Đây là một văn phòng nhỏ của một quầy nhỏ của khu chợ trời. Đồ ở đây khá rẻ, nhưng mà giá khá ổn. Nó đẹp ha, thiết kế đẹp ghê. Giá này 39 đồng. Nhìn đẹp ghê. Đây giá nó hữu nghị ổn, giá ổn hơn như mấy khu khác. Mấy khu khác giá mắc quá. Một chìa khóa đây mất khóa có 2 đồng, mà ở chỗ khác mua trước mua 10 đồng, 9 đồng một cái. Tượng đẹp ghê nè, tượng mấy bằng gì nữa mà đẹp, 129 đồng. Này một biểu tượng cowboy của bên Texas. Chất liệu coi. Cái này chắc mình xi măng quá. Quá đẹp. Giá khá ổn. Một ốc nhỏ thôi này. Khu chợ trời này, khu chợ trời này nó rộng, tính ra cũng mấy mẫu đó chứ. Đi mà đi không nổi luôn á. Đây một quầy nhỏ nó quá trời đồ. Đồ lưu niệm. Câu này của người Đài Loan bán, quầy ở Đài Loan. Ok. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay.